Ông nè, tôi nhờ ông Bo nó phụ tôi nhiều chuyện lắm đó ông. Có nó cũng đỡ lắm đó. Giỏi quá. Ừ. Dạ. Bà kêu ông Bo nó xuống bếp á, nó lấy con gà nó chặt ra thành hai dĩa cho tôi. Con chặt hả? Chứ ai. Con chặt gà sống hay là gà chết? Đương nhiên là gà đã luộc, gà cúng á. Gà sống mình chặt làm gì? Sao? Dạ. Làm được không? Được không? Được. Dạ được. Dạ con chào hai bác. Con hiền. Con kiếm lành đó con. Dạ. Cái thằng đấy được. Mà ở biển ra lúc nào cũng lạnh. Đó mà làm để cho mình, tôi với bạc phẻ luôn. Thôi tí má không có về. Ồ, về dạ, tới kìa. Ủa, anh Hiền mới qua chơi hả? À, anh tính rủ em lên trên chợ. À, đó cái quán á, có cái món gà luộc ngon lắm. Con chặt gà xong rồi. Wow. Xong rồi hả? Một con gà, con chặt ra hai dĩa luôn. Con chặt thiệt á hả? Dạ thiệt. Con chặt á. Dạ con xin lỗi bác, con chặt hơi lâu. Tại vì con sợ là chặt không đẹp như bác muốn. Trời, bác còn chưa xếp được như vậy nữa đó. Con giỏi quá à. Con học chặt gà đâu vậy? Dạ hồi sinh viên á, con đi phụ nhà hàng. Con có học được. Trời ơi, không ngờ luôn á. Có người hố hàng rồi nghe. Cái này là thử thách đầu tiên, nên tôi cho đề tài dễ thôi. Dạ bác ơi, vậy bác kiếm gì khó khó, bác giao cho con đi bác. À vậy đi, sẵn có Hiền ở đây. À, cậu dưới đó tranh tài đi, để xem ai làm vườn giỏi hơn.